Xin chào cả nhà nhé, đã trở lại với kênh vlog của lần của bạn nhé. Hôm nay suốt chó kỳ đó cả nhà. Tinh thần gà luôn măng nó còn tôm thì mẹ mà hôm nay con gái vút về kỳ bởi vì hôm nay là ngày cuối cùng của nó. Hôm nay là ngày chủ nhật, ngày mùng 3 tháng 9 năm 2023. Này Kiki, Kiki dạ của bên này, dạ nhé, bên này à cà lê. Dạ tuôn. Dạ tuôn. Còn dạ, dạ mẹ nhé bà, dạ dạ mẹ. Dạ này hả? À. Dạ từ người ta con á, anh dạ này lên này. Ừ, mẹ cứ răng cặp. Ừ, mẹ cứ răng cặp, dạ. Này, sao dạ đến cả dạ được. Mai nhé vậy. Mai là dạ nha bà. Phía ở nôn ba tạc tàu rè cà mì. Sao dạ đi nâng cộng rè cà sao ta. Sao ta cộng rè cà này. Dạ, anh dạ chua. Anh dạ chua, sao dạ đi nâng dạ chứ. Bộ sao nạ ta rộng cơm, nạ thầm mì chứ, nạ nẹ chứ. Lăng nay sang cặp hình. Lúc lào cây 13 kí. Xong rồi ít màu dùa bạc kìa. Chứ cô ít đang bằng ít màu dùa bạc. Con đang khóc vì nhớ kì cả nhà hôm nay. Vì sẽ xuất kì trở lại mặt trung. Nên mà là chí. Con rất là buồn. Con cầm lại vậy này con nhà này. Ta nhớ cái hồi kinh nhân nữa. Bà lệ sạch cũng mớn cái này. Bà, ta dạ phía tầm 650 năm tầm kỳ lúc nó lao kỳ nên. Bà. Kê. Hôm nay lúc 4 giờ qua 15 cả nhà. Ngày 3 tháng 9 năm 2023. Kỷ niệm kỳ. Yên tâm mà. Tao cứ mau nụ phương xét nè mì quá. Cho nên là đang buồn con chó này nhỉ, buồn kỳ đó, buồn kỳ kìa. Mười ba ký, số là 13 ký. Xin bye bye mọi người nhé.